Là cô. Là anh. Tiên sinh, ngài vẫn còn chưa thanh toán. Phóng viên vừa chụp được, còn nóng hổi. Lâm Mỹ Hoa, mẹ của Phó Thường Hy. Không tệ, mau gửi cho truyền thông. Số ảnh này không phải vừa mua sao? Hàng Thường Dương, trợ lý đặc biệt của Phó Thường Hy. Còn không phát tán, làm sao tôi tìm được con dâu? Nếu phát tán, mình sẽ bị chủ tịch diệt khẩu mất. Không thể rút dây động rừng. Ngài xem chúng ta làm loạn như vậy, lỡ chia tay phải làm sao? Lần trước, có một người không nghe lời. Sau đó sống như thế nào nhỉ? Vì hạnh phúc của chủ tịch, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của lão phu nhân. Có mắt nhìn, được rồi, lui đi. Dạ. Dáng vẻ này thật giống mình với lúc còn trẻ. Chào Phó Tổng. Quá, đẹp trai quá. Chủ tịch vẫn luôn độc thân, có phải tôi vẫn còn có cơ hội không? Nghe nói chủ tịch và trợ lý Hàng. Quá, vậy càng tốt. Thần Dương, thứ tôi cần đâu? Thần Dương, thứ tôi cần đâu? Cố Tây, nữ, 26 tuổi, chưa kết hôn, trợ lý của nghệ sĩ Giang Thánh Lăng, một người nổi tiếng cuồng công việc, Cố Tây. Chỉ có từng này, cái này cũng gọi là tư liệu. Cô ấy từ đâu đến, sống ở đâu, toàn bộ điều tra rõ cho tôi. Dân. Chủ tịch Phó, vì hạnh phúc cuối đời của chúng ta, đắc tội rồi. Cuối cùng cũng đến lượt mình tính kế chủ tịch rồi, Hoàng Mỹ. Bọn họ lại thực sự là một đôi. Tĩnh Hương, nghệ sĩ. Giang Đại Hải, bố của Giang Thánh Lăng. Mày đây là làm nghệ thuật ư? Mày đúng là đầu óc mê muội. Giang Thánh Lăng, người thừa kế tập đoàn Giang Thị. Đừng đoán nữa, con sẽ không về. Nhà đầu này trông quen mắt. Anh Giang, đây là scandal của anh, đây là sở thích của anh, đây là yêu cầu của anh, còn đây là thói quen của anh. Cô đây là muốn làm gì? Tôi muốn từ chức. Cô nói gì? Tôi muốn từ chức. Từ chức? Cô đùa cái gì vậy? Sao cô có thể nghỉ việc? Cô đi rồi tôi phải làm sao? Cố Tây, cô lại làm loạn cái gì nữa vậy? Tôi sắp từ chức rồi. Sau này, tôi và các người không còn quan hệ gì nữa. Cô có thể làm việc với cả trái tim. Cô nói đi, cô lại tính dở trò gì nữa? IQ của cô có thể cao hơn chiều cao của cô một chút không? Cuối cùng cô được giải thoát. Anh Thánh Lăng, anh xem, sao giờ cô ta dám nói chuyện với em như vậy? Người cuồng công việc như Cố Tây sao có thể từ chức? Cô đi xem cô ta dở trò gì. Cuối cùng cũng trả hết nợ. Quá đã. Alo, mang thai. Kẻ đào mỏ. Tra nam. Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cũng không bán. Hay lắm, cái tên cứng đầu này cuối cùng cũng chịu lộ nguyên hình. Con là của tôi, cô muốn bao nhiêu? Có thể tự điền một con số. Tôi không cần tiền, nó là con của tôi. Con. Tôi sắp làm bà rồi. Nó cũng là con của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để hạt giống của mình lưu lạc bên ngoài. Vốn dĩ nhà cô không xứng với nhà tôi. Nhưng việc cũng đã xảy ra rồi. Tôi thấy cô cũng không nuôi nổi bọn trẻ. Đứa trẻ là vô tội. Cho nên. Cho nên con sẽ thuộc về tôi. Ngàn vàng cũng không đổi. Cô. Sao? Muốn bỏ mẹ lấy con? Đừng hòng nghĩ đến việc chiếm đoạt con của tôi. Sao mình lại sinh ra một thằng trai nam như nó? Mau chóng chuẩn bị quà đính hôn. Nếu không, con dâu và cháu ngoan của tôi đều sẽ bị nó làm mất. Cô tiểu thư, sau khi cô không để Quan Quan nhà cô gặp Khả Ái nhà tôi, Khả Ái nhà tôi vẫn luôn ăn không ngon. Vừa hay, Quan Quan cũng mang thai rồi. Đưa Quan Quan đến dưỡng thai là tốt cho hai nhà. Cô muốn bao nhiêu tiền, có thể tự mình điền vào. Con mèo tra nam nhà anh, ức hiếp Quan Quan nhà tôi còn chưa tìm anh tính sổ. Nhập viện rồi.
Tiền phẫu thuật và tiền sau hồi phục cần khoảng 100 vạn, hơn nữa cần phải quyết định nhanh chóng, nếu không... Mẹ, không dễ gì con mới trả hết nợ. Chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Sao mẹ lại bỏ con lại không lo chứ? Thì ra cô ấy ham tiền là gì? Mình hiểu lầm cô ấy rồi. Cố tay ơi, cố tay. Mày là túi ni lông hãng nào lại có thể giả vờ như vậy? 100 vạn sao mày không lấy? Còn có 200 vạn của tên tra nam kia. Quả nhiên. Phòng bệnh nhỏ như thế này cậu sắp xếp kiểu gì vậy? Vâng, tôi sẽ đổi liền. Tức chết tôi rồi. Các người, đây là tay tay phải không? Đúng là đất sinh. Bệnh của mẹ cháu, cô đã hỏi bác sĩ rồi. Cháu hãy yên tâm. Dân, chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật. Các người muốn làm gì? Cô là mẹ của Thần Hy. Bệnh của mẹ cháu cô sẽ lo hết. Lúc này cháu vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân. Tra Nam, cháu không có ý đó. Thằng con trai Tra Nam của mình, xem ra việc tìm con dâu vẫn là mình phải ra tay. Cháu yên tâm, cô sẽ dạy dỗ tên nghịch tử kia thật tốt. Xem ra mẹ ruột cũng biết con trai của mình như thế nào. Không sao, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, không cần khoa trương như vậy. Quá ấm ức rồi, thai cũng có rồi, còn nói không sao? Không được, phải mau kết hôn. Cháu yên tâm, cô nhất định bảo nó chịu trách nhiệm. Quang Quang à, khổ cho con rồi. Không ngờ con còn kiếm cho mẹ món quà to như vậy. Mẹ xin lỗi con, chuyện này thật ngại quá, tốn kém cho cô quá. Dù sao người khổ cũng không phải là cháu. Không thể nói nữa, gây khó dễ cho người ta rồi. Cháu yên tâm, cái mà cháu nên có, một thứ cũng không thiếu. Một ngàn vạn. Một ngàn vạn. Tên Tra Nam này cũng đáng thương quá rồi. Có một người mẹ thần kinh, vẫn là nên cùng bãi diễn xong vở kịch này. Cảm ơn bác gái. Vậy cháu xin nhận. Thành công rồi. Hôn lễ nên tổ chức theo kiểu Trung hay theo phương Tây đây? Nên chuẩn bị phòng cho bé trai hay bé gái? Được. Trời ơi, vẫn là nên chuẩn bị cả hai. Lớn như là thai Long Phụng vẫn còn chưa đi. Về chuyện đổi phòng bệnh, không cần, không cần đâu. Mẹ cháu nằm ở đây vẫn tốt. Đổi đi đổi lại, bảy cũng không quen. Vậy cũng đúng, nếu đổi vẫn là mình phải bỏ tiền túi. Vậy cô đi trước, chuẩn bị một vài thứ. Cháu đợi cô nhé. Dân ạ. Bà Lâm, tạm biệt. Đây là bệnh án của ai? Người này rõ ràng là bị bệnh tim. Đây là của người bệnh trước. Bệnh án này tôi chưa kịp thu lại. Bỏ đi. Sắp xếp bác sĩ, bệnh nhân này chúng ta phải chăm sóc thật tốt. Đi đi. Bây giờ mấy đồ giả làm y như thật. Alo, Giang Thánh Lăng, tôi... Không phải cô từ chức rồi sao? Sao vẫn còn gọi? Sau này tôi sẽ chăm sóc Thánh Lăng. Cô ở đó hối hận đi. Có bệnh sao? Mọc não cũng chỉ để cao thêm. Muốn đấu với tôi? Từ chức đúng là đã. Không có tiền giống như là quả táo. Đúng là tạo nghiệp. Quang Quang, còn có Quang Quang. Quang Quang, mẹ xin lỗi. Chỉ cần gọi điện cho tên Tra Nam kia. Dám cướp điện thoại. Quả nhiên, con mèo Tra Nam có một thằng cha cũng Tra Nam. Cô con dâu này đúng là xinh. Con trai mình cũng 30 rồi, sao vẫn chưa có đối tượng? Mẹ, những cái này đều là những điều vô căn cứ. Sắp hôn nhau đến nơi rồi, còn vô căn cứ? Con dám lừa mẹ? Mẹ, đây là hiểu nhầm. Mẹ yên tâm, con sẽ tìm người giải quyết. Nói linh tinh, con muốn làm gì? Giải quyết cái gì? Con cũng sắp 30 rồi. 30 thì làm sao? Ngày ngày lâu dày da. Sắp 30 tuổi vẫn chưa có người yêu. Khó khăn lắm mới có một cô gái. Nhìn trúng con thì hay rồi. Không nghĩ đến vấn đề hôn nhân, giải quyết như thế nào. Ngược lại lại suy nghĩ đến việc giải quyết người ta.
Phó tổng, bác sĩ nói rồi, lão phu nhân không thể bị kích động, phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi nhất định là phạm phải tội trời. Lúc trẻ bị chồng bắt nạt, giờ già rồi lại bị con trai bắt nạt, đúng là tạo phản rồi. Mẹ, con gọi người đưa mẹ đến bệnh viện. Con không được gọi, dù sao thì của con dâu này mẹ nhận rồi. Nếu không, mẹ sẽ không đi khám, không uống thuốc, mẹ không sống nữa. Mẹ, con với cô ấy không liên quan gì đến nhau, sao có thể cưới cô ấy? Được, cha là cha nam, con trai cũng vậy. Con chuồng đẻ con, lứa này còn tệ hơn lứa sau, mẹ không sống nữa. Được rồi, chỉ cần mẹ đi khám, sau đó con sẽ cưới cô ấy. Được. Mẹ, vừa nghe con sắp kết hôn, tâm tình của mẹ liền tốt hơn rất nhiều. Con mau đi đi, bệnh viện Thần Dương sẽ dẫn mẹ đi. Được. Nhóc con muốn đấu với ta? Chỗ cũ, bàn chuyện kết hôn. Ký vào hợp đồng. Không thể được. Số tiền tôi đưa đủ cao rồi, ký vào đi. Vậy anh tuyệt đối không được có ý định giành lại bọn trẻ. Tôi khuyên cô đừng có không biết điều. Tôi khuyên anh đừng có quá đáng. Được. Thêm điều kiện, sau này bên A, không đúng, vĩnh viễn không được đòi lại quan quan. Từ bên B, ghi chú con của miêu chủ Cố Tây. Bên B, Cố Tây. Đây là 100 vạn. Đây là giấy chứng nhận kết hôn giả. Nhớ kỹ chức trách của cô, dỗ mẹ tôi vui vẻ. Kim chủ ba ba yên tâm, không phải là diễn kịch sao? Không ngờ cha nam cũng rất hiếu thuận, miễn cưỡng giúp anh ta vậy. Cô gái hám tiền. Đúng đúng, kim chủ ba ba nói gì cũng đúng. 10 năm trước, đều là nữ nhân, sao lại khác biệt lớn như vậy? Alo, con lãnh chứng rồi. Nó nói nó lãnh chứng rồi. Thần Hy với cô gái đó lãnh chứng rồi, kết hôn rồi. Kết hôn rồi? Hai người họ kết hôn rồi, không phải ngài nên vui sao? Sao nó có thể kết hôn? Đây không phải là do ngài muốn sao? Sao nó có thể kết hôn lúc ta không ở đấy? Không được, không tính. Ta không nhìn thấy, đều không tính. Bọn nó phải lĩnh một lần nữa. Phu nhân, còn có hôn lễ và con cái nữa, lĩnh thêm lần nữa, không cần thiết. Vậy cậu còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Cậu không mau sắp xếp đồ đạc đi. Bác gái, Điềm Điềm, vừa hay cháu đến rồi, cháu cùng chúng ta đi sắm đồ dùng cho bọn trẻ đi. Đồ dùng em bé, đúng vậy, Thần Hy lĩnh chứng rồi, ta sắp được bế cháu rồi. Điềm Điềm, bạn gái cũ của Phó Thần Hy, anh ấy kết hôn rồi. Con hy vọng ba mẹ mãi khỏe mạnh. Đứa trẻ ngốc, nếu nguyện vọng nói ra sẽ không. Phỉ phỉ phỉ, ông nói linh tinh gì vậy? Nguyện vọng của Tây Tây nhất định sẽ thành hiện thực. Mau thổi nến nào. Dân ba ơi, ba nhất định phải phù hộ cho mẹ. Phẫu thuật rất thành công, cô có thể yên tâm rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chúc mừng cô Cố, cô đã đổ phỏng vấn của công ty chúng tôi. Tây Tây, con còn điều ước gì không? Con muốn làm nhà thiết kế. Bảo bối nhà ta nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế lợi hại nhất thế giới. Cảm ơn ba. Ba ơi, con sắp có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Âm hồn bất tán, sự khởi đầu mới, cố lên. Cô xử lý số tài liệu này giao cho tôi trước lúc tan làm. Vâng. Quả nhiên, giấc mơ đẹp bao nhiêu, hiện thực tàn nhẫn bấy nhiêu. Phó tổng đến rồi. Bạch Lạc Lạc, nhân viên tập đoàn Phó Thị. Bên cạnh còn có một cô gái. Lý Kỳ Kỳ, nhân viên tập đoàn Phó Thị. Điềm Điềm, bên cạnh Phó tổng xuất hiện một cô gái. Không phải Phó tổng, vậy chẳng phải tôi có cơ hội rồi sao?
đấy là Điền Điềm, người yêu cũ của phó tổng. Chết tâm đi, đơn thuần ư? Chẳng qua chỉ là một tên đàn ông, sự nghiệp mới là tốt nhất. Xin giới thiệu với mọi người, chủ quản mới của chúng ta, Điền Điềm, Điền chủ quản. Cố Tây, trợ lý cũ của Giang Thánh Lăng, công việc mới hiện tại chính là làm ở công ty bạn trai, tập đoàn Phó Thị. À, tôi rồi. Cô gái hám tiền, sao cô ấy lại ở đây? Tôi rồi, làm cùng công ty với trai nam, nếu để người khác biết mình kết hôn giả với anh ta, thì xong đời. Mọi người cùng nhau nỗ lực nhé. Cố Tây đúng không? Cô chờ đấy. Xong rồi, sau này phải làm sao? Thần Dương, Phó Tổng, mau kiểm tra cho tôi, Cố Tây sao lại ở công ty chúng ta? Cô ấy vào công ty thông qua phỏng vấn. Mau chóng tìm một lý do đuổi cô ấy đi. Nếu lão phu nhân biết được, sẽ xé xác tôi mất. Sao, lời của tôi không trọng lượng nữa đúng không? Dần dần, tôi sẽ sa thải ngay. Mình khổ quá mà. Con trai, hôm nay rảnh mang Tây Tây đến đây, sống với mẹ. Mẹ, người ta còn phải làm việc. Hơn nữa, nhà cũ xa quá. Xa cái gì? Mẹ đi kiểm tra rồi, nó đã từ chức, giờ rất rảnh. Mẹ chưa nắm bắt được thông tin đúng không? Thật không may, cô ấy vừa hay đến công ty chúng ta ứng tuyển vị trí thiết kế. Sau này tụi con vừa hay có thể cùng nhau đi làm. Vậy sao? Vậy tối nay nhớ đưa Tây Tây về nhà ăn cơm. Thần Dương, Phó Tổng, không cần sa thải cô ấy nữa. Cái gì? Tôi nói không cần sa thải cô ấy nữa. Dân, cậu còn ở đây làm gì? Lắp cột điện sao? Dân, làm ngay. Tạm thời chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Ba, cuối cùng con cũng hoàn thành giấc mơ của mình rồi. Nhận việc tại công ty mới, chính thức bắt đầu sự nghiệp thiết kế. Thật vui, Khanh Khanh sắp ra tác phẩm mới sao? Nhận việc ở công ty nào vậy? Tôi cũng muốn vào. Đây là bài kiểm tra nhận việc của cô. Nếu không làm xong thì không cần đến nữa. Vâng. Đây không phải đang làm khó cô sao? Hạng mục này mấy người cùng làm cũng không xong. Không phải cô đắc tội với ai rồi chứ? Kẻ nào là anh ta? Tra nam. Alo. Tối nay đi gặp mẹ tôi. Con dâu ngoan, con về rồi. Bác gái. Sao lại là bác gái? Gọi mẹ. Sao con lại đi giày cao gót vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu. Thần Hy, mang giày qua đây. Vốn dĩ mẹ nghe nói con đã nghỉ việc, đang định sắp xếp cho con. Ai mà biết, lúc ông trời đóng cửa thì bên cạnh có người gọi điện thoại nói con và Thần Hy làm việc cùng nhau. Như vậy cũng tốt, con cảm thấy thế nào? Sao anh lại nói với bà ấy? Chú ý thái độ làm việc. Rất tốt à. Vậy thì tốt, bây giờ mẹ chỉ có một ước nguyện, đó là sớm được bế cháu. Trai gái đều được, tôi không muốn. Tây Tây à, con xem. Được rồi, mình không xuống địa ngục thì ai xuống? Được, con nhất định sẽ sinh cho anh ấy một đứa bụ bẩm. Cô nói cái quái gì vậy? Tôi đang dỗ mẹ anh, giúp anh hiếu thuận. Cô tém tém lại. Anh quản tôi. Đừng quan tâm nó. Tây Tây, sau này có việc gì thì cứ để Thần Hy làm. Con ở công ty muốn làm gì thì làm. Con làm thiết kế phải không? Mẹ giúp con đầu tư một công ty thiết kế để con tự làm sếp. Một người tốt như dì ấy sao lại bị khùng như vậy? Không cần đâu ạ. Bây giờ con đang rất tốt. Mẹ, đột nhiên công ty có việc, chúng ta mau quay lại đi. Đi. Hôm sau cô lại đến, nhớ đến thường xuyên nha. Cẩn thận chút. Anh làm tôi đau. Với mẹ tôi cô nói linh tinh gì vậy? Xin đấy, tôi là đang giúp anh. Làm việc tốt không được báo đáp. Còn nữa,
sức khỏe của mẹ anh không tốt. Sau này anh đừng có chọc giận bà ấy. Cái gì? Tôi biết người làm mẹ đều muốn con trai mình có tiền đồ, nhưng giả vờ làm người giàu không thích hợp với anh. Tôi giả vờ? Tôi giả vờ cái gì? Đàn ông đều cần mặt mũi, vẫn là không nên vạch trần anh ta. Được rồi, mặc dù chúng ta làm việc cùng một công ty, sau này vẫn là nên nhờ anh giả vờ không quen biết tôi. Hôm nay bận quá rồi, đến đây thôi, tạm biệt. Thần Dương, chăm sóc phòng thiết kế, tuyệt đối không để Cố Tây sống dễ dàng. Tây Tây, mẹ, mẹ nhớ ba con. Giá như con có một nơi để trở về, mẹ có thể ra đi thanh thản rồi. Mẹ, mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Mẹ còn phải nhìn thấy con kết hôn sinh con, còn phải chăm sóc con nữa. Được, được, mẹ sẽ không cản trở con. Cuối cùng cũng kiếm được cô rồi. Tây Tây, tôi nhớ cô lắm. Sao anh đến đây? Anh còn chơi scandal của mình chưa đủ hay sao? Cô ruồng bỏ tôi còn quan tâm gì nữa? Đừng làm loạn. Tây Tây, đây là... Chào bác gái, cháu là Giang Thánh Lăng. Ở đây không bàn công việc. Mẹ, chúng con đi trước, tối nay con sẽ quay lại. Đi mau. Mẹ, đi mau, đứng im. Nói, nói đi. Anh muốn làm gì? Anh muốn tìm em nói chuyện cũ. Tôi đã từ chức rồi, không thể quay lại nữa. Không phải em muốn thiết kế sao? Quay lại, anh giúp em tìm một thương hiệu được không? Anh... Tây Tây, anh thích em. Muốn chết à? Giang Thánh Lăng, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh, chỉ cần là việc em muốn làm, anh đều làm được, anh nhất định sẽ ủng hộ em. Nói đi, lại gặp rắc rối gì nữa? Không có, sao em lại nghĩ anh như vậy? Vì ứng lông mèo, không ăn xoài, không thích người khác gọi mình là phú nhị đại, vân vân. Còn có những scandal bất tận của anh, có lần nào không phải tôi xử lý giúp anh? Tôi vì anh mà 8 lần giả vờ đáng thương, 5 lần ngự tỷ, bị ăn 6 cái tát. Còn có những vướng mắt của anh và Lương Nguyệt, anh hy vọng tôi nghĩ anh là người như thế nào? Anh chưa từng nghĩ qua. Cửa ở bên đó, mong anh đi cho. Tạm biệt. Ông chủ cũ, quá đã. Sao vậy phó tổng? Không phải anh nói giám đốc Điền làm khó cô ấy, anh không nhịn được muốn giúp cô ấy sao? Sao lại tức giận như vậy? Tôi thấy cô ấy rất lợi hại, một chút cũng không cần tôi giúp đỡ. Hai mẹ con nhà này đúng là y đúc như nhau, làm bạn với quân như làm bạn với hổ, ở cùng hoàng hậu như ở cùng với sói. Anh Thánh Lăng, tôi đối xử với Cố Tây rất tệ hay sao? Có lúc nào tốt đâu. Xem ra đúng thật là tệ. Lại là Cố Tây, đúng là đồ đáng chết. Tiện nhân Lương Nguyệt, đây là nơi làm việc, cô phát điên cái gì vậy? Hồ ly tinh, rời đi rồi còn dướng díu không buông. Hồ ly tinh, cô muốn làm cũng không làm được. Bồ Tụng Linh nhìn thấy cô đều không biết đặt bút viết gì. Lâm Chính Anh nhìn thấy cô còn phải lắc chuông. Cố Tây, cô ra đây một chút. Cô bị sa thải, đây là tiền bồi thường cho cô. Sa thải, chúng tôi không cần những người gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Việc của cô gây ra xôn xao dư luận, tôi làm sao có thể bao che cho cô. Hơn nữa, công ty đã có nhà thiết kế mới thay thế cô, rất nổi tiếng. Cô đi đi, tiền bồi thường đủ cao rồi. Đa tạ giám đốc Điền hào phóng như vậy. Muốn giành được đàn ông, phải có lòng một chút. Ở đây lãng phí thời gian với tôi. Cẩn thận, chữa tốt thành xấu. Tặng cô đó. Tức chết tôi rồi. Nhìn cái gì? Đồ điên.
Phó Tổng, không hay rồi. Sao vậy? Võ Tắc Thiên qua đời sao? Nhìn cậu sắp mất lý trí rồi. Anh học ít điều tốt từ lão phu nhân đi. Vợ anh bị đuổi rồi. Thứ nhất, cô ấy không phải vợ của tôi. Thứ hai, tình hình của cô ấy là sao? Có người đến công ty làm loạn, cô ấy bị sa thải rồi. Đồ đạc cũng thu dọn xong rồi. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không nói sớm. Không phải vừa rồi anh vẫn còn ung dung sao? Giờ lại vội rồi. Sao quay lại rồi? Không phải anh muốn đòi lại công đạo cho cô ấy sao? Cô ấy có thể bị ức hiếp sao? Cô, tôi nói cho cô biết, việc tối qua đừng có để xảy ra lần thứ hai. Nếu cô ấy nổi điên, Ngô Ma Dương cũng phải cày đất, Đường Tăng cũng bị đánh văng xá lợi, Tôn Ngộ Không cũng phải diễn xiết. Phó Tổng, đầu tiên thu liễm lại biểu cảm đó của anh đi. Sau đó người cũng đã đi rồi. Yên tâm, cô ấy tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất như vậy. Đây là cặp CP quái quỷ gì vậy? Dám bắt nạt con dâu tôi. Đi, chúng ta đi tìm Mã tiện nhân kia. Tôi muốn cho cô ta biết cái gì gọi là bì tiên trám điện phục, vừa đánh vừa hạ độc. Hai người chúng ta. Đúng vậy, đây là việc của con trai tôi. Tôi đây chẳng phải vượt quá giới hạn rồi không? Cậu đi khiêu khích nó đi. Tôi đã nói rồi, cậu ấy không đi. Cái gì? Đây chẳng phải muốn làm loạn sao? Cô con dâu đáng thương của tôi phải đi an ủi nó. Lão phu nhân, lão Phật gia, lúc này bác tổng nên đi xử lý việc này. Nếu như cậu ấy thật sự xử lý không tốt, ngài lại ra một đao hoàn mỹ. Không tồi. Tôi hy vọng cô ta sẽ không có cơ hội khiến tôi tức đến mức bảo hiểm có hiệu lực. Có cậu giúp tôi vẫn có chút an tâm. Tôi xin lui trước. Được rồi, lui đi. Vâng. Đúng là một cặp đôi CP tiêu cực. Cái gì cũng phải dựa vào tôi. Tôi khổ quá, cũng không biết hai người bọn họ bây giờ như thế nào rồi. Anh muốn làm gì? Tôi rất bận. Điền Điền muốn đổi một nhà thiết kế mới, cần tôi giúp không? Anh thì giúp được cái gì? Cô làm gì vậy? Chỉ là tôi tò mò. Điền Điền, không phải là anh đang nói đến giám đốc Điền đấy chứ? Tôi. Anh, rốt cuộc là ai? Sao vậy? Đùa chút thôi. Thật sự nghĩ mình là tổng tài bá đạo rồi sao? Nhưng mà anh họ Phó, chủ tịch cũng họ Phó. Anh chắc sẽ không phải họ hàng của ngày ấy chứ? Cô hiểu nhầm rồi. Sao có thể có chuyện đấy? Vậy thì tốt. Anh biết không, Phó Tổng và trợ lý của anh ta là một đôi đấy. Phản ứng dữ như vậy, không phải anh cũng biết đấy chứ? Không phải anh là người trợ lý đấy đấy chứ? Đúng vậy. Nếu không kết hôn giả với mình làm gì? Nếu không sao có thể xuất hiện ở công ty? Cậu gọi thẳng tên của giám đốc Điền là thật rồi. Không phải. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi và cậu ta không có bất kỳ quan hệ nào. Anh yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị hai người. Tôi rất vui vì anh đã nói chuyện này với tôi. Về Điền Điềm tôi có cách xử lý. Anh yên tâm đi. Tạm biệt. Thần Dương, hủy bỏ kế hoạch ngày mai. Nếu tôi còn giúp cô ta, tôi sẽ là tên đại ngốc, đại bổng chùy. Phó Tổng, Khả Ái sắp làm ba rồi, anh còn chưa có con. Cậu còn nói lời thừa thãi nữa, tôi sẽ điều cậu sang châu Phi mua áo lông vũ cho tôi. Sao cô lại đến đây? Cô đã bị sa thải rồi. Thật là xinh. Làm trợ lý thật đáng tiếc. Cô nên đi làm diễn viên. Oscar sẽ trao cúp cho cô. Một con chó nhà có tang thì cút xa một chút. Tôi thật sự không biết đắc tội cô cái gì khiến cô nhầm vào tôi. Nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, nên hào phóng mời tôi quay lại. Một trợ lý thiết kế nhỏ bé muốn lên trời ư? Hôm nay là ngày quan trọng, một vị có máu mặt sẽ đến đây. Cẩn thận, mất mặt, sau này sẽ khó tồn tại trong giới thiết kế. Vậy sao? Cô đợi đấy. Quan nghênh các vị ghé thăm, tôi là Điền Điềm, là giám đốc thiết kế mới của Phó Thị. Phó Thị chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm nhân tài. Lần này đích thân tôi mời nhân vật lớn thần bí hợp tác cùng Phó Thị. Tôi hy vọng sẽ tạo ra những tia lửa lớn cùng với nhân vật bí ẩn này, để thương hiệu của chúng ta có thể lên một tầm cao mới. Bây giờ cô ấy đã đến hiện trường rồi. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón.
Chào mọi người, tôi là Khanh Khanh. Chào mọi người, tôi là Khanh Khanh. Vốn dĩ từng bước đi lên, nhưng giám đốc Điền lại coi trọng tôi như vậy, tôi rất vui. Đương nhiên là tôi rất coi trọng cô. Tự nhiên lên ảnh hậu, duy trì nụ cười, có phóng viên đấy. Không sao, dù sao tôi vẫn là cấp trên của cô. Chúng ta xem, ngay cả can đảm mời tôi quay lại cũng không có. Được thôi, tôi sẽ chờ, có mánh khóe gì thì sử dụng hết đi. Cô sẽ được như ý nguyện. Chúng ta hãy chào đón Khanh Khanh gia nhập vào công ty. Phó Tổng, nói Cố Tì chính là nhà thiết kế phong cách dân tộc mà Điền Điềm mời về. Đoàn phản kích này quá đỉnh. Tôi biết ngay cô ấy sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy. Sao anh trông còn vui hơn cô ấy vậy? Đi, theo dõi hợp đồng này. Tại sao cuối cùng người bị tổn thương vẫn là tôi? Đúng là cười chết tôi rồi. Điện 220V này chữa không nổi 250 này. Nếu như ăn cá có thể bổ não, tất cả cá ở Đài Bình Dương đều bị cô ta hàm lên rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Để cô ta hối hận đi. Muốn chỉnh cổ tay không? Tôi giúp cô. Là cô? Sao? Không có gì, chỉ là có chút nghi ngờ. Cô vừa bị cổ tay đánh bại, còn dám đến đây lớn tiếng như vậy. Nếu như tôi biết cố tề đã kết hôn. Cô nói cái gì? Cố tề kết hôn rồi, bây giờ có thể tiếp tục hợp tác không? Cố tề thật sự kết hôn rồi. Cô ấy lại từ bỏ hôn ước với anh Thánh Lăng, kết hôn với người khác. Hôn ước từ bé với chàng Thánh Lăng. Hôn ước từ bé với chàng Thánh Lăng. Giang Thánh Lăng là đại thiếu gia nhà họ Giang, bất mãn với gia đình, chạy đến giới giải trí. Anh ta chỉ có một hôn ước, cùng Cố Dân Tây, đại tiểu thư tập đoàn Cố Thị. Đại tiểu thư tập đoàn Cố Thị đã phá sản. Vậy Cố Tây cái gì tôi cũng chưa nói nhé. Được rồi, cô có thể giúp gì cho tôi? Chúng ta liên thủ khiến Cố Tây thân bại danh liệt. Một lời đã định. Nào nào, mau đến đi. Xem từng này đã đủ chưa? Ngài muốn làm gì vậy? Mang lên xe, đi thăm bà Xu Gia. Cậu cẩn thận một chút, những vật này đều là đồ tôi cất giữ nhiều năm. Vâng. Phó Tổng, phải làm sao đây? Sắp bị lộ rồi. Xin chào, số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ngàn vạn lần đừng bị lộ. Thần Dương, cậu thấy hôm nay tôi ăn mặc có đẹp không? Rất đẹp, rất đẹp. Hay là chúng ta đổi sang hôm khác? Hôm khác? Sao có thể? Không phải cậu, cậu là mật báo đấy chứ. Làm gì có. Hôm nay sẽ đi. Ngày hoàng đạo, đại cát đại lợi. Mình khổ quá mà. Tây Tây à. Phó Tổng, đi. Cái gì? Cái gì? Đi. Mình đã câu giờ như vậy rồi, sao vẫn còn chưa đến? Bà là Xu Gia nhỉ? Bà Xu Gia. Thần Dương, cậu mau vào đi. Các người là ai? Mẹ, Tây Tây. Con dâu của mẹ. Con dâu. Xong rồi. Hiện trường cái chết điển hình. Sao vậy? Tây Tây, Thần Hy, con còn ngơ đã đến làm gì? Con không qua chào mẹ vợ. Mẹ vợ, Tây Tây, mẹ. Mẹ nghe con giải thích. Có thể so sánh với chiến trường Tu La rồi. Bà Xu Gia. Cậu. Cố Tây con. Mẹ.